thì nó hơi ngược, nó hơi ngược. Nhưng mà thôi thì quý vị có hỏi thì sư có trả lời. Thứ nhất á, là chúng ta phải biết là mật là cái gì. Mật là cái gì? Mật là những cái mà nó có hai cái. Thứ nhất là nó có hiệu quả, mà thứ hai là không hiểu thì nó mới gọi là mật. Chứ còn nam mô, ví dụ như nam mô cốc ổi xoài mít cà na xí muội thì nó không hiểu là không hiểu ha, có không hiểu ha, không hiểu nhưng mà không có hiệu quả đó. Hoặc là có khi chúng ta nói là các hành là vô thường, hiệu quả là có hiệu quả nhưng mà hiểu thì nó không gọi là mật. Mà cái chúng sanh nó ngộ lắm, họ phải đòi những cái mà nó có hiệu quả nhưng mà họ phải không hiểu mới được. Còn hiệu quả mà họ hiểu là họ không chịu. Đó là cái cách tu tập mà mật á. Thì thôi bây giờ ghét quá đi, ở đây sư không có cái bằng phím. Quý vị chờ sư tí xíu để coi. Vậy thì quý vị muốn có một con mật thì sư cho quý vị một cái con mật ha, cho rồi hiệu quả mà không hiểu. Rồi thứ nhất đọc câu này đi: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Tại quý vị không muốn hiểu cho nên sư không cần phải dịch, nhưng mà có hiệu quả đó, đảm bảo gì là có hiệu quả 100% ha. Lúc sợ hãi thì cũng niệm câu này, lúc đau khổ cũng niệm câu này, lúc vui sướng cũng niệm câu này, lúc gần chết cũng niệm câu này, lúc thoát nạn cũng niệm câu này. Nói chung là mọi lúc mọi nơi, dù cho đi học, đi làm, thậm chí là đi tắm thì cũng niệm câu này ha. Và xin thưa là câu này là quý vị đang là liên kết với lại 3 đời 10 phương chư Phật ha. 3 đời 10 phương chư Phật là đều chúng sanh là đều niệm câu này hết. Đó cho nên là liên kết với 3 đời 10 phương chư Phật luôn. Thì nói như thế để quý vị thấy là cho nó phải tô vẽ cho nó màu nhiệm lên thì quý vị mới thấy hứng thú. Cứ làm ơn nếu mà quý vị muốn có hiệu quả mà không cần hiểu hoặc là không muốn hiểu thì niệm câu này dùm: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Vì niệm suốt ngày như vậy cũng được. Hoặc là giống như là ở bên tịnh độ đó ha, sáng niệm, khi tỉnh dậy niệm 10 lần đó, tối trước khi đi ngủ niệm 10 lần, trước khi ăn cơm thì thôi niệm luôn 10 lần. Đó, rồi trước khi mà làm cái gì đó thì quý vị cứ niệm cái câu này được ha, đảm bảo hiệu quả. Mà tại vì quý vị không muốn hiểu cho nên là sẽ không giải thích, thì thành ra là nó không hiểu mà hiệu quả đấy. Rồi cái thứ hai, vì chờ sư tí xíu mà tại kiếm cái có bỏ dấu rồi. Rồi thôi sư gõ tay luôn đi. Câu thứ hai ha. Buddhang. Sự chấm vậy là quý vị chấm ở dưới cái chữ M đó nha, chấm dưới chữ M ha. Sa ra năng yak yak cha mi cái này thôi đi, quý vị cũng không có cần phải nếu mà tu mật mà ha, tu mật rồi tu mật khỏi luôn rồi. Thâm măng sa ra năng yak cha mi sang khăn sa ra năng yak cha mi nhầm sang khăn đấy. Thì cái câu này rất là đơn giản nha. Nhiều nơi họ còn phổ nhạc luôn, thì quý vị cứ đọc. Ví dụ như mà Mật Tông thì có bani padme hum, bani padme hum đó. Đó thì cái câu đó sự đảm bảo quý vị là không hiệu quả bằng ba câu này ha. Quý vị có thể mở nhạc thôi, quý vị tụng, quý vị ca, quý vị hát theo cũng được đó. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Hiệu quả, đảm bảo hiệu quả. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Ha. Và quý vị không cần hiểu. Đối với những người mà đòi tu, muốn tu mật, có nghĩa là muốn có hiệu quả mà không muốn hiểu, thì cứ đọc ba câu này. Đặc biệt hiệu quả khi mà quý vị lâm vào những cái trạng thái mà nó nguy hiểm tới tính mạng, hoặc là cái lúc lâm chung đó, quý vị có thể đọc câu này ha, thì đảm bảo hiệu quả. Còn nhiều lắm, Nam Tông có nhiều câu lắm, nhưng mà sư đề nghị quý vị hai cái bài chú này. Hai cái bài chú đó, chú thím cậu mợ, hai cái bài chú đó. Thứ nhất là Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Thứ hai là Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Thì quý vị cứ niệm liên tục như vậy. Nhưng mà muốn mà nó hết mật á, thì làm ơn đi học giáo lý, ha, học đạo nhiều vô ha, thì lúc đó đó quý vị sẽ được một cái đó là vừa hiệu quả mà vừa hiểu ha. Mình mới bắt đầu mình tìm tới đạo, mình thích những cái gì mà nó mờ mờ, nó ảo ảo, phải hiệu quả nhưng mà không cần hiểu. Nhưng mà hiệu quả mà không hiểu thì nó mới hiệu quả, còn hiệu quả mà hiểu nó không hiệu quả. Thì quý vị mới bắt đầu thì quý vị muốn như thế thì sư chiều quý vị như thế. Nhưng mà về lâu về dài quý vị nên học giáo lý để chi? Để vừa hiệu quả mà vừa hiểu ha. Ủa, sư không biết là quý vị có cái tại vì sư không có thấy sư không có thấy cái khung chat, sư không biết như thế nào, nhưng mà hiện tại giờ sư không thấy cái khung chat cho nên là sư không biết là quý vị có chat hay có đặt câu hỏi gì hay không, thì sư không có biết làm sao ta. Sư không có thấy. Rồi thấy rồi đấy.